Xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Hôm nay em xin mời quý vị các bạn cùng Bá Hùng Audio khui thùng cặp loa Tannoy Canterbury GR. Đây là mẫu loa lớn thứ hai trong dòng Prestige sau đàn anh Westminster. Với dòng loa Canterbury GR thì là một cái mẫu loa được cả về hình thức cũng như là được cả về chất âm. Hình thức khá là gọn gàng và đẹp mắt. Chính vì vậy thì đây là một cái mẫu loa bán chạy nhất trong dòng Prestige của hãng Tannoy. Đàn anh Westminster thì cũng hay, nhưng về hình thức ngoại hình khá là lớn và khá là kén phòng chơi, phải có một căn phòng rất là rộng thì mới chơi phù hợp. Thì Canterbury là một trong những cái cặp loa bán chạy nhất trong ba cái model là Canterbury, Turnberry và Kensington, kèm thêm Stirling. Đó là những cái mẫu loa bán chạy nhất trong dòng Prestige. Và cặp loa này thì mức giá niêm yết của hãng là 550 triệu đồng. Tại Bá Hùng Audio hôm nay giới thiệu với quý vị các bạn một cặp xài lướt còn đẹp mới 99,99%. Cặp này thì mới chỉ bóc thùng ra thôi. Đó. Và rất là, nói chung là có thể bán mới được, thưa quý vị bạn. Và với cái mức giá chỉ nhìn 300 triệu đồng, bên em sẽ có giao lưu với quý vị bạn một cặp mới mới tinh luôn, mới 99,99%. Và mức giá cụ thể thì xin mời quý vị bạn cùng liên hệ trực tiếp với em, sẽ có mức giá tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thì đang có mức giá là 380 triệu đồng. Đó, nhưng chúng ta liên hệ trực tiếp thì bên em sẽ có cái mức giá tốt hơn rất nhiều nhé, thưa quý vị bạn. Và loa Tannoy thì hiện nay đang rất là hiếm do hãng đang chuyển nhà máy, cũng kèm thêm ảnh hưởng về dịch bệnh cũng như là chiến tranh. Chính vì vậy thì 2 năm nay là Tannoy đã không ra được cái sản phẩm mới. Đó. Bởi vì là đang vướng vào những cái lý do em nêu trên. Như vậy thì hiện nay Tannoy trên thị trường rất là hiếm, đặc biệt là những cái cặp mà mới tinh như thế này thì sẽ càng hiếm hơn, thưa quý vị bạn. Tannoy Canterbury 15GR thì có kích thước là cao 1m1, có chiều rộng là 68cm và chiều sâu là 48cm. Chúng ta có thể thấy là một cái kích thước khá là phù hợp với nhiều căn phòng của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Có độ nhạy là 96dB, cho nên là chúng ta thoải mái ghép với những chiếc âm ly đèn, những chiếc âm ly class A đều rất là dễ dàng ghép. Và đặc biệt là công suất thì chỉ từ 20W đến 300W. Chính vì vậy thì những âm ly công suất khá là nhỏ cũng ghép rất là dễ dàng. Đó. Và cặp loa này thì cũng có một cái giải tần cực kỳ là ấn tượng, với giải trầm xuống tới 28Hz, rất là sâu, đúng không ạ? Và giải cao lên tới 27kHz, có trở kháng là 8 ohm. Và cặp loa này thì sử dụng củ 40cm, 40cm và kèn cái loa chép đồng trục tổ ong. Và đời này thì cũng sử dụng là củ Anico phát triển từ dòng Gold Monitor trước đây, với từ tính mạnh mẽ, tái tạo âm thanh chuẩn xác nhất, bộ phân tần dùng linh kiện Audiofile được xử lý theo công nghệ làm lạnh âm 190 độ, giữ các chỉ số bất biến theo thời gian. Đấy mới là thấy, chúng ta có thể thấy là một cái cặp loa hội tụ tất cả những yếu tố quan trọng nhất của một cái mẫu loa, đúng không ạ? Về cả hình thức, về cả thông số, về cả chất âm. Đó, và kỹ thuật viên bên em đang khui thùng cặp loa này ra, rồi sau đó thì em sẽ quay chi tiết để gửi tới quý vị các bạn một cặp loa rất là đẹp và có thể nói rằng bán mới được luôn. Đó, nhưng bên em thì cái nào ra cái đấy, kể cả mới 99,99% thì em vẫn bán cái giá hàng cũ thôi, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm sở hữu với cái mức giá tốt nhất thị trường nha, thưa quý vị các bạn.
Như vậy là kỹ thuật viên bên em đã khui xong cặp loa Tannoy Canterbury GR mà chúng ta vừa xem. Bây giờ thì em sẽ khui nốt phần phụ kiện còn lại ra để chúng ta cùng xem cái phụ kiện của cặp loa này có còn đầy đủ không nhé. Thưa quý vị các bạn, phụ kiện thì tất cả được đựng trong một chiếc hộp gỗ rất là đẹp, gồm có một hộp si, 4 cầu loa nối bi quai và 6 cái chén hứng để đỡ cái chân đinh của loa cho cân bằng và triệt rung, đảm bảo cái độ chống rung tốt nhất cho cặp loa. Đó, và đây là chiếc chìa khóa mở e căng của loa Tannoy Canterbury GR. Chúng ta có thấy đẹp không ạ? Được mạ vàng làm rất là tinh xảo. Trên chìa khóa thì có in chữ GR và một chiếc vương miện. Đó, làm mạ vàng cực kỳ là đẹp và sang trọng đúng không ạ? Đó. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái e căng của cặp loa này ra. Chúng ta sẽ cùng xem cái vân gỗ của cặp loa này nhé. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là cái vân gỗ rất là đẹp và đều nhau đúng không ạ? Và loa Tannoy Canterbury 15GR đã được Bá Hùng Audio khui ra và mức giá niêm yết đang là 550 triệu đồng. Cặp loa này hiện tại đang rất hiếm thưa quý vị và các bạn. Và mức giá hàng xài lướt có thể bán mới được bên em đang có mức giá là 380 triệu đồng. Đây là mức giá đề nghị ra. Còn quý vị các bạn mua trực tiếp thì bên em sẽ có mức giá rẻ hơn rất nhiều nhé. Thưa quý vị bạn, chúng ta đây là mức giá tham khảo thôi. Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio theo số điện thoại 0978 263 263, đảm bảo sẽ có mức giá tốt hơn rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.